Thưa quý khán giả, môn lịch sử hiện nay được các nhà trường, các thầy cô đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy. Việc dạy và học không chỉ diễn ra trên lớp mà còn được tổ chức ở ngoài lớp học nhằm tạo sinh khí để học sinh hứng thú tham gia, đồng thời mở rộng kiến thức, hun đúc tình yêu quê hương đất nước cho các em. Và ngay sau đây chúng ta cùng trải nghiệm với việc đa dạng hình thức học môn lịch sử nha. Sau buổi trải nghiệm hôm nay thì em đã biết được cuộc đời và sự nghiệp của ông Châu Văn Liêm và sự hy sinh của ông vì cách mạng, vì đất nước. Em cảm thấy yêu quê hương đất nước hơn và thấy môn học lịch sử thêm thú vị và bổ ích hơn. Chị em cảm thấy em hiểu về được cuộc đời và hiểu được sự nghiệp đời của ông Châu Văn Liêm. Em muốn học tập tốt, trở thành người có ích cho đất nước. Để thực hiện tổ chức cho giáo dục cho học sinh cái tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là đối với phần môn lịch sử thì ở nhà trường thường tổ chức các hoạt động về nguồn cho các em đến thăm các khu di tích lịch sử cũng như là các khu căn cứ cách mạng để các em chứng kiến được những cái, thấy được những cái việc làm cũng như là những cái công lao của các anh hùng liệt sĩ đã để lại. Qua đó thì sẽ giáo dục được cái tình yêu quê hương đất nước của các em. Thời gian qua, đặc biệt là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở các cấp học, ngoài đổi mới phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực của học sinh ở tất cả các bộ môn, thì riêng môn lịch sử, một môn học có tầm quan trọng trong giáo dục nhân cách, tình yêu quê hương đất nước đối với học sinh. Các thầy cô giáo đã đổi mới, đa dạng hình thức giáo dục bằng cách tăng cường tổ chức các hoạt động để học sinh được trải nghiệm thực tế, học tập ở các khu di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ trong và ngoài địa phương. Thực tế qua những chuyến tham quan tìm hiểu thực tế, kiến thức đến với các em nhẹ nhàng mà sâu lắng, học sinh hứng thú và yêu lịch sử nước nhà.